từ bỏ ngay suy nghĩ này nếu bạn muốn bắt đầu với nghề chụp ảnh sản phẩm. Khi mà mình mới bắt đầu tìm hiểu về công việc chụp ảnh, suy nghĩ thường trực trong đầu mình là sự hoài nghi về bản thân, là liệu mình có đủ giỏi để có thể làm công việc này. Những bức ảnh đầu tiên mình chụp trông rất là nghiệp dư, so với tiêu chuẩn chung của thị trường ở thời điểm đó thì mình luôn ý thức được việc mình sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể đi trên con đường này. Nhưng cũng chính vì xuất phát điểm của mình thấp, làm một công việc trái ngành, lại không được đào tạo, nên mình biết rất rõ để có thể làm được thì mình sẽ phải cố gắng gấp 5, gấp 10 người khác. Và thời điểm mình học cách tin tưởng hơn vào năng lực của bản thân là lúc mình cảm thấy sản phẩm của mình tốt hơn rất nhiều. Nếu bạn theo đuổi một công việc tự do, việc thay đổi niềm tin chính là điều đầu tiên bạn cần làm để có thể bắt đầu công việc này. Theo mình thì nó chiếm 50% trong số các yếu tố quyết định bạn có thành công trong tương lai hay không. Khi bạn lựa chọn tin vào bản thân mình thì mọi tế bào trong cơ thể bạn đều sẽ được điều chỉnh để cùng thực hiện một mục tiêu chung, đó là trở thành con người mà bạn mong muốn trong tương lai. Bạn không cần phải là phiên bản hoàn hảo nhất để có thể bắt đầu, bạn chỉ cần tin tưởng vào bản thân và cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, vậy thôi.